mời thí sinh bước ra đây. Ngọc Diệp xin được phỏng vấn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Anh Trường Giang trở thành thần tượng của rất nhiều người từ cái vai diễn tên là Mười Khó. Nhưng mà đó là một cái vai diễn rất khó, một người cha khó tính. Làm sao anh có thể có được những cái kinh nghiệm cho cái vai diễn xuất sắc như vậy ạ? Tất cả những kịch bản mà Trường Giang đóng chung với anh Hoài Linh á, thì câu chuyện đó nó đều ở ngoài đời hết. Tuy nhiên hai anh em bàn với nhau thì có một cái nhìn khác những người khác, tức là nhìn những câu chuyện đó ở góc độ hài hước. Và sau khi nhìn ở góc độ hài hước thì sẽ mang về một bài học đúng đắn nhất. Cái đó là lấy mẫu số chung của tất cả những người cha ở miền Trung cộng lại. Có lúc thì hiền, có lúc thì khó, có lúc thì dữ, có lúc thì bắt bẻ. Còn người cha ruột của anh Trường Giang thì như thế nào, có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không? Đã nói về cha thì không người cha nào mà trong mắt con cái không tuyệt vời hết. Anh giống ba điểm nào? Đẹp trai. Còn gì nữa không? Lùn. Không, ba em cao lắm, anh Linh biết, ba em cao lắm. Có người làm chứng. Sao em xui vậy? Nói chung là cay đắng, xấu, buồn bã, đau thương ở gia đình là anh nhận hết. Sao tự nhiên bữa nay nói chuyện thật thà dễ sợ luôn á? Dạ, thì vì mấy anh chị anh của anh thì giờ đi làm hết rồi. Ai cũng có vợ đẹp, cũng có con khôn hết rồi, chỉ có mình anh là còn đứng bên cạnh em. Thôi cũng chia buồn với anh, hy vọng là anh sẽ cực sớm có tin vui. Và phải hóa thân vào một cái vai diễn Mười Khó là một cái nhân vật một người cha như vậy thì chắc chắn anh dành rất nhiều tình cảm và yêu thương và gần gũi với người cha như thế nào thì mới đóng tốt như vậy. Đúng rồi. Em tin chắc rằng tiết mục sau đây anh Trường Giang cũng sẽ rất đồng cảm bởi vì thí sinh đó cũng có những tâm sự dành cho người cha của mình. Và đó chính là Nguyễn Tháp. Mình thích nhất đó là anh Tuấn Hưng, thì anh luôn thể hiện ra cho mình là một phong cách rất là nam tính, con người rất là chuẩn, vô cùng quyến rũ đối với cả phái đẹp. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, và hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Ôi chết ông, đến giờ tao rồi, mọi người đi trước à? Không thể nào mà chịu được nổi. Không tập trung. Khi mà nhảy á, thường tháng sẽ em có thích nhảy đâu mà chị cứ bắt em nhảy thế. Ôi trời ơi, mỗi lúc như thế là thực sự là ngọc anh không biết phải làm gì cả. Nhắc tay này, tháng đi tay này. Nhắc chân này, tháng đi chân này. Chị có một cái rất là buồn cười. Đó là cái khi mà chị tức giận thì chị lại gọi mình là em và chị xưng là chị. Cái điều đấy là mình khó hiểu, không biết là lúc nào thì chị thực sự là đang giận dữ vì mình và lúc nào chị đang vui vẻ với mình cả. Mình và chị Ngọc Anh đã lựa chọn một bài hát vô cùng cảm xúc nói về tình cha con. Cô bé này luôn luôn than trách cha mình không đem lại cho cô bé một cuộc sống ấm no hạnh phúc như những đứa con khác. Bằng những cái biểu lộ cảm xúc, bằng những động tác nhảy, mình sẽ cố gắng đem lại cho khán giả và ban giám khảo một bài diễn đầy cảm xúc về tình cha con. Cháy nắng vai còng nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao phố phường giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn bữa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ xuôi ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Ngày con bé xíu, cha thường cõng con, nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Rồi con vững bước, cha luôn dõi theo, gánh ưu tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê hóc đòi cùng bao người mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét cha về túi không nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn nhà con bát cháo cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi cha đã no rồi.
Và bây giờ sẽ là những nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. Câu chuyện rất hay, rất là ý nghĩa. Nhưng câu chuyện và ý nghĩa không có đủ. Mình phải thể hiện tốt, mình phải diễn tốt. Và Thắng, em làm quá tốt. Rất hồn. Em cũng hết hồn. Giỏi lắm. Dạ. Biết hù người khác là giỏi rồi. Cái phần thể hiện trong cái bài này rất là mượt. Mấy cái động tác bê đỡ. Đây là cái lần đầu tiên em làm một cái bài nó không có dính vô khiêu vũ Latin Dance Sport hay gì cả. Và anh rất tự hào, em làm rất tốt. Xin cảm ơn anh Trần Huy ạ. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tôi nhận thấy được là trong cái nét diễn của các bạn á, nó không phải là một cái bài diễn có beat nhịp 1, 2, 3, 4 để mà làm động tác tính toán theo khuôn, theo nhịp rất dễ dàng. Đây là một bài diễn tổng thể, nó đòi hỏi một cái sự xuyên suốt, trải dài, và cái người diễn phải thả được cái hồn của mình vào đó một cách rất là sâu sắc, mà nó dàn trải đều cho suốt cả bài hát để kể một câu chuyện rất đẹp, một sự dỗi hờn của một đứa con mù trách móc cha mình đã phải trải qua bao nhiêu cố gắng để cho con mình hiểu được cái tình thương. Hơn thế là ngoài cái động tác các bạn bảo đảm được với hình thể mỹ thuật ha, rồi cái cảm xúc, ánh mắt và những động tác nó rất là làm cho người ta không thể rời mắt khỏi các bạn được. Rất tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Và sau đây sẽ là những nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Tôi lại nhận thấy như thế này nè, có cái sự chăm sóc của một người cha đối với một người con mà bị khiếm thị như vậy đó. Mỗi người nhìn theo một cách khác nhau. Tôi lại thích cái nhìn theo một cái cách này nè. Cái cô bé khiếm thị này, cô lại nũng nịu với cha mình, chứ không phải làm khó cha mình, không phải là trách móc cha mình, cứ nghĩ cha mình là không giàu có để lo cho mình thế này thế kia. Tôi nghĩ đó là một sự nũng nịu rất dễ thương của một cô bé khiếm thị khi được người cha thương yêu và chiều chuộng lo lắng. Thì tôi thấy cái đó nó hay, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và tôi nhìn bằng cái góc cạnh đó. Và ngày hôm nay đối riêng với Thắng thì chú nhận thấy là Thắng vào cái vai này rất là tốt. Ngọc Anh cũng đã hỗ trợ cho Thắng từng cái động tác. Mặc dù là cô gái này cô bị khiếm thị đó, nhưng mà trong cái cơ mặt của em biểu diễn đó, thì anh thấy nó có một chút dỗi hờn, nó có một chút buồn man mác, nó có một, tức là tất cả những cái gì mà cảm xúc thì em đều biểu lộ được. Và cái quan trọng là cái thần mắt em vẫn diễn là một người khiếm thị nha. Và cái điều đó đã làm cho tôi nghĩ là cũng là một cái động thái để cho Thắng cảm thấy truyền cái lửa qua cho mình, để cái bài của các bạn rất dễ thương và rất tuyệt vời, rất ý nghĩa. Một cái tình phụ tử rất là đẹp. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. 9 điểm. Wow! Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. 9 điểm. Và con số cuối cùng thuộc về giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. 9 điểm. Như vậy điểm trung bình của hai bạn là 9 điểm, quá cao. Và bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản, 7 bước chân sẽ tìm ra con số. Xin mời. Cân nặng cũ của Nguyễn Thắng là 82,2 cân và cân nặng mới là 80,4 cân. Bạn giảm được 1,8 cân, tương đương 2,2%. Tổng số điểm của Nguyễn Thắng 11,2 điểm. Chúc mừng. Như vậy là đã có hai thí sinh nhận được số điểm rất cao từ ba vị giám khảo của chúng tôi.